Ê, cảnh sát bắt cướp đây, buổi tối luôn rồi. Đi tuần tra buổi tối thôi. Ê, dừng lại, dừng lại. Bắn tốc độ, vượt đèn đỏ. Đố má nó vượt đèn đỏ. Bớt, ê, không. Có nhiệm vụ, có nhiệm vụ. Đâu, làm gì? Rồi, một chiếc taxi đã bị trộm. Đồ xanh mày. Mày chạy đi, nói tao chạy đường rừng nè con. Đồ xanh. Bị lộ. Ngắm nha, chạy nhanh nha. Chạy nhanh nha, chạy hộ tao cái. Chạy hộ tao. Chạy, nope. Đục ghê. Chạy hộ, rồi, vô bệnh viện luôn đi con. Lui thì đi. Còn có 6 máu, chạy đâu, chạy rồi. Chết đi con đỉ. Ê, dừng lại. Hey, what happened? Ê, bớt bắn tốc độ này nha. Ê, bại, đứng im. Mày, bắn tốc độ. Oh shit. Con là cái đó vậy. Vãi, dám chạy hả con? Con nó nổ luôn rồi, vãi. Ê, hình như có người gì vậy? Đây, là tới rồi. Con người bị thương. Tới đây, anh tới đây. Đâu, còn trăm mấy mét nữa. Cái xe này chạy láo mày. À, trong đây. Mấy thằng này dám hả mày? Dám nổi loạn hả con? Mày nổi loạn. Vô đây nè. Bắn súng rồi con, một hít chết lên. Mày, trời ơi. Dây. Headshot. Ủa đi đâu rồi, hai người kia định phỏng vấn mà đi đâu rồi bạn? Vãi cứt thiệt. Xe này sắp cháy nè. Ê gì mày chạy này láo chứ mày. Ê, phỏng vấn cái coi. Xuống xe. Ui, má nó cháy. Ủa mày. Ôi dồi, vãi tính tung nó mà nó nổ mày. Ơi, bắn tốc độ nó con, trời ơi. Nhiệm vụ mới là gì đây, để coi. Trời ơi, gì đây, à, hộ tống, đủ mét. Limo. Nè. Ê, nhầm. Oh, hello, yeah. Mẹ, láo gì. Ê trời, nhầm, láo chó. Ê, đủ má con, quẹo quá. Có ba thằng, mình không có. Ôi giời má. Ờ ừ. chết thằng, tưởng không chết. Mày xạo. Ê, như có ba thằng đang chờ. Mày xạo. Lết. Chúng mày chơi ai, trời ơi, bà đồ vãi cứt. Mày xạo hả bưởi. Hey. Ê, mẹ nó chạy rồi bạn. Hết đồ, hết xăng bạn, hết xăng. Vãi, hết xăng nó nạp rồi. Nope. Hết đồ. Cây thiệt. Cây thì đó, chạy xe đó, hút này thì hút nhau, chạy xe bố láo vừa thôi đi. Thôi rồi nữa đủ. Holy shit. Yeah. Ê, có nhiệm vụ. Má xe mình bị lật các bạn, chu cha mẹ nó, giờ mình phải chờ nhiệm vụ mới thôi. Má xe bị lật khó chịu ấy cứ. Oh my, má nó lật nữa. Hey, cuộc sống à, khi đâu như mình mong muốn. Thôi. Ôi trời, có chạy ngang không mà làm gì dữ kìa. Ê, có nhiệm vụ. Ôi, lại hộ tống nè, chán vậy. Ê, hộ tống làm pha giống không phải như nãy coi. Làm pha chín chắn vô coi. Tao tới nè. Hụp. Ôi trời, mẹ. Ok, đi. Come on. Để vô đổ xăng đi. Ok. Đó, tại tung tao nữa cay thế nha. Có người, mẹ mày bắn đi. Ê, đừng. Mày sợ bụi. Má, Fan Furious, đủ mày. Rồi, mang này cũng bắn ốc chó lắm bạn, mày coi mình lấy. Chết tại, mày chờ ai con đi. Chết chưa. Hello, một viên one hit one kill nha con, đủ mẹ đi tiếp em. Má xe mình hư hỏng nặng rồi bạn ơi. Xanh nó quẹo cái gì á, rồi nữa. Ây, đúa má con nó quẹo thế, đúa má cây thế. Mình là tài xế dởm hơn mình rồi bạn. Mình lái ghê hơn nó. Ây, trời, này đông nè. Mày. Ây. One hit, one kill, lên. Mày xạo chó với tao, cảnh sát số 1 thế giới. Điện tới rồi bạn ơi, ừ tới rồi. Ây, bắn tốc độ, ây. Đứng đây bắn tốc độ. Ây, bắn tốc độ con chạy. Bắn tốc độ còn chạy hả con. Ủ má mày. Ê lộn, đồng nghiệp. Nhưng mà vẫn bắn tốc độ nha. Mày bắn tốc độ. Bắn chết mày. Bắn mày được con.
Yes. Có nhiệm vụ mới, có nhiệm vụ. Yes. Đâu. Chết bà, xe cảnh sát nổ rồi bạn. Xe chạy vô được không? Xe chạy vô không được bạn. Mở. Ôi. Má đông vậy. May gì không? Bây giờ bắn không trúng bạn. Đu mẹ bắn đeo trúng, bắn đeo trúng, sắp chết. Ra đây. Một viên lên được, hai viên. Ôi giời. Mày, xạo quá con. Mày, bắn vô còn còn mày. Này giải cứu con tình. Mày, chùm. Đây em bắn lộn, nãy bắn trúng cái con tinh mày. Sắp cháy nè, bắn tốc độ rồi đúng không? Lật xe liền. Trời. Hey, what happened? Sợ bạn sợ. Ôi giời, vừa xuống xe luôn. Phan Furious chạy ngược đường nè. Ôi, có một tài xế điên nữa bạn. Tài xế điên mé dí theo nữa hả? Mày phải chơi lực đường rừng mày. Mày đâu? Tài xế điên hả con? Tao còn điên hơn mày nữa, đủ má mày. Nó trên này. Nó đâu? Cây cứu nha. Đâu? Ờ kia. Đi chạy đi, mày chạy đi. One hit one kill. Come on. Nó quẹo nè. À mày láo. Này láo. Nó quẹo, nó tưởng nó quẹo one kill bạn. Why are you running? Mày chạy hộ. Why are you running? Cắn. Đấy thì chạy. Ui. Đấy. Leo qua cái đầu. Rồi. Rồi, tên dĩa liền, trời ơi. Vụ nó gọi là dĩa. Trời ơi, à, điểm này bắn bắt được nè. Dừng xe đi lộn lên rồi. Ý trời, má nó tung cái con bốn máu á. Ừ, đúng rồi. Mày, gây ra tai nạn con chạy. Mày, chạy đi. Mày chạy đi. Đúng. Dám vượt mặt tao là mày sai lầm rồi con đĩ. Hả? Rồi, có một vụ bán hàng trái phép ở đâu bạn? Đây, được coi. Hả, có một vụ chuyên hàng trái phép ở đây. Ủa, nó ở đâu? Xa thế nhỉ? Đâu nhờ? Đĩ gì vậy? Đây, mày. Đi sao? Còn đâu nữa? Hello, mother. Đây. Này thì bán hàng trái phép hả con? Chết đi con đĩ. À, đứng trên đây làm gì? À, ngon, chết liền, này thì bán hàng trái phép hả con? Mày, biker đâu mày đâu? À, ở đây, nó đèn đường này các bạn. À, chơi lực rừng các bạn. Đây. One hit, ui. Chạy đi. Đua không? Ghê à. Bóc đầu. mày sợ. Ủa tính ra bắt nó mà bắn nó chết luôn rồi. Vụ cướp ngân hàng quá đông thế. Tư đúng. Mày giỡn mặt ra tay súng. Mày sợ liền. Mày bước ra đây. Mày giỡn mặt ra tay súng thiện xạ của anh. Mày hết một viên lên dĩa liền. Mày một ơi mẹ đông thế nha. Mày gì? Gờ mời đúng không mẹ? Trời, đục bắn xuyên xe đúng không mày? Mày gì một viên? Headshot. Mày sao? Này thì kêu ba chiếc xe van tới hả mày? Tuổi lìn với anh.